Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách đưa Unicay ra màn hình máy tính Rồi giả sử như ở đây Khi tôi ra màn hình máy tính của tôi Tôi kiểm tra là nó không có bị tượng Unicay Vậy làm sao để tôi có thể là Đưa biểu tượng Unicay ra màn hình máy tính của tôi Để mỗi lần tôi sử dụng á Thì tôi sẽ kích đúp vào biểu tượng đó Thì phần mềm Unicay nó sẽ mở lên Để tôi dễ sử dụng hơn Thì cách đưa biểu tượng Unicay ra màn hình máy tính á Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm. Và các bạn lưu ý nha. Đối với Win 11 á, thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Các bạn chọn vào. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở phía dưới bên góc bên trái. Đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Rồi, còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 7 á thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở nút star này. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào nút star. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm. Rồi ở đây, tôi đang sử dụng là Win 11, thì thanh tìm kiếm của tôi nó nằm ở vị trí này. Bây giờ tôi sẽ vào thanh tìm kiếm. Sau đó ở đây, tôi sẽ nhập từ khóa là Unikai. Nhớ nha. Các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm và nhập từ khóa là Unikai. Thì lúc này á, phần mềm Unikai nó sẽ xuất hiện. Tiếp theo, tôi sẽ bấm phải chuột vào nó. Và chọn vào dòng là Open file location. Sau đó ở đây, tôi sẽ bấm phải chuột vào biểu tượng Unikai và chọn vào send Tiếp theo, tôi chọn vào desktop, tức là tôi đưa bị tự nhiên cây ra màn hình desktop và tôi chọn vào này. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cửa sổ nó đi. Sau đó tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra. Đây là phần mềm Unicode cây mà tôi vừa đưa ra. Đó, cứ mỗi lần tôi muốn sử dụng Unicode thì tôi sẽ kích đúp vào nó này. Thì ở đây, phần mềm Unicode nó sẽ được mở lên. Đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đưa Unicode cây ra màn hình máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi